cơm điện tử Phóng Viên Audio Lý Nhân Hà Nam xin mến chào tất cả các bác nhé. Và hôm nay là một buổi trưa của ngày 15 tháng 1 năm 2021, thì trung tâm kết ghép lên một cấu hình karaoke trước mặt các bác đây với 6 dòng sản phẩm trị giá là 22.100.000. Và bây giờ xin mời tất cả các bác đi tìm hiểu chi tiết. Sản phẩm đầu tiên đó là một em đẩy đến từ thương hiệu T Audio. Đây là hàng bãi các bác nhá, được sử dụng mà bằng 32 sọ Toshiba nhập khẩu và đạt công suất là 800W trên một kênh. Tổng hai kênh là 1600W. Các bác sẽ đánh là hai cặp bát 30 là ok, không phải suy nghĩ gì. Và đưa ra những tiếng phải nói căng đét và rất là ngọt ngào. Những dòng hàng đẩy, hàng bãi này thì đưa ra những tiếng trong và rất là ngọt ngào nhá, xin nhắc lại. Và một sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ đến từ thương hiệu Sea Sound. Có model là Katavi 9, có bắt hệ thống Bluetooth, đường cổng quang và hội tụ đầy đủ những tính năng để hát karaoke rất chi là vang vọng và ngọt ngào. Một sản phẩm thứ ba đó là một em lưng đến từ thương hiệu TG Acoustic, có model là CP900 Pro. Em này có trách nhiệm là lưng tất cả tiếng nhạc, tiếng hát được dày hơn, được ấm hơn và được hay hơn. Một sản phẩm thứ tư không thể thiếu được đó là một đầu mic không dây đến từ thương hiệu Sure, có mã là UGX23, 4 cần anten thu sóng cực khỏe và tay nắm màu đen rất là sang trọng và lịch sự, đặc biệt là đưa ra những lời hát nhẹ hay và bay các bác nhá. Sure, hàng chính hãng các bác nhá. Sure. Và một sản phẩm thứ năm đó là một cặp loa đến từ thương hiệu CA Sao, hàng được nhập khẩu từ Đài Loan về, phân phối độc quyền bởi công ty CA Sao, có mã là F212, sử dụng bằng bát 30, chạy bằng chép kèn titan. Một sản phẩm cuối cùng, sản phẩm thứ 6 đó là một em súp điện đến từ thương hiệu JBL, có mã là B21120P, sử dụng bằng bát 30, gân cao su, diêm vàng, đưa ra những tiếng bát rất là ấm và sâu. Và tí nữa sẽ hát karaoke test nhạc để các bác nghe. Và cũng như tất cả những dây nhạc đầu vào, những dây cắm ra loa là sẽ tặng các bác nào lấy trọn bộ. Và bây giờ xin phép các bác nhé, sẽ được test lên bản nhạc không lời này để các bác nghe đánh giá chất âm. Các bác nào có tai phone thì các bác hãy mở tai phone lên để nghe những tiếng bát, tiếng chép cực kỳ là trong trẻo các bác nhé. Dạ vâng, và bây giờ xin phép các bác sẽ test lên một bản nhạc có nơi để các bác nghe đánh giá chất âm nhé. Dạ vâng, em sẽ mở to lên để các bác nghe đánh giá chất âm. Đấy, tiếng rung, rung hết tất cả. Đổ trên này lên nha, tiếng rung.
xịn đấy. Em hậu phương, còn anh nơi tiến tuyến, những đêm phố lên đèn. Tiếng rất trong nhá, rất trong luôn. Tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ, em vẫn vui câu biển ly. Dạ vâng, với những bản nhạc không lời hay những bản nhạc có lời đều đưa ra những chất âm đã quá ok rồi. Và bây giờ xin phép các bác, em sẽ hát một bản nhạc cao kê để các bác nghe đánh giá chất âm. Và các bác nào cũng muốn sở hữu một cấu hình gồm 6 dòng sản phẩm cao cấp, giá chỉ có là 22.100.000 thì alo cho bên em với số điện thoại là 0325 004 686 nhé. Đi 6 bì phải, nó là rất nhẹ mà coi nhé, rất nhẹ và rất bay. Nào đâu dám mơ dám ước, tình đẹp em như cười đến trước, bao đêm rồi vẫn bon bèo. Yêu chi để buồn để khổ người ơi, đành tâm gian dối nay vỡ rồi. Từ đây biết thương biết nhớ, em vờ giận hờn vô cớ để phũ phàng mối tình của anh. Ngày chưa quen nhau anh dối lòng trôi từ, vì đời em quá cao sang và đời em gấm hoa trái nỗi, tuôn lầy tơ sầu trắng môi. Hỡi ơi người sao đành phụ tôi? Đã đưa ra những chất âm phải nói quá ok rồi. Và các bạn nào muốn sở hữu thì hãy alo cho bên em với số điện thoại là 0325 004 686, địa chỉ tại 192 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Mỹ Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Với một cấu hình cà phê xin nhắc lại giá chỉ là 22.100.000. Và với các bạn nào trong bán kính khoảng 100m thì bên trung tâm chúng em sẽ đến xe đúc tận nơi nha các bác nhé. Và những các bác ở xa hơn thì chúng em sẽ gửi theo đường bưu điện để các bác kiểm tra hàng và thanh toán cho nhân viên bưu điện. Và cuối cùng xin được chúc tất cả các bác nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống, chuẩn bị đón một mùa xuân thật nhiều niềm vui. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.